Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta lại bước qua một tuần mới. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ tối và ngày 15 tháng 8. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 8 rồi. Cuối tuần qua đây thì tôi dành nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái tư duy đầu tư cũng như là nhận định thị trường nói chung. Hôm nay đây chủ chúng ta sẽ nhìn vào những tài liệu nổi bật, chủ yếu là những cái tin tức. Và những tin tức này đó nó cũng không có phải là theo một cách nào logic hết. Hôm nay các bạn sẽ thấy được là tin tức nó lộn xộn khắp nơi nhưng mà thường là cố gắng gặp những thông tin này lại để các bạn có thể theo dõi một cách nó logic hơn. Và trước hết đó chúng ta sẽ nói về tình hình tài chính nói chung rồi chúng ta sẽ nói về tình hình của crypto. Và đương nhiên chúng ta sẽ nói về một số những thông tin nổi bật như là chúng ta đã thấy là Doquan của Terra thì sau một thời gian im lặng cuối cùng ra thì cũng đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn thì có những gì các bạn cần phải quan tâm đến chúng ta cũng sẽ nói về Celsius à, đã đưa ra một cái bản thống kê và thấy được đây là cái lỗ hỏng lớn hơn là họ nói trước đây lỗ hỏng đó lớn hơn rất là nhiều luôn Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta cũng sẽ nói tới một số thông tin liên quan tới Binance, Ethereum và một số những nhận định về thị trường đến từ những người nổi tiếng nhưng mà đầu tiên hết á, về thị trường tài chính nói chung thì ra sao? Thì chúng ta sẽ thấy là những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã kết thúc lại tiếp tục là một màu xanh Nhưng mà hồi sáng này đã bắt đầu là cái mức thấp hơn rồi kết thúc mới là cái mức hiện tại Nói chung đó thì không phải là tăng nhiều lắm nhưng mà chúng ta thấy thấy được là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 đi của sự tăng trưởng Nasdaq đó thì tăng nhiều hơn một chút tăng 0.6% chúng ta nhìn vào pre market hợp đồng tương lai thì hiện bây giờ đỏ một chút không phải là đỏ nhiều lắm như các bạn nhìn thấy trên màn hình cả ba Dow futures S&P futures và Nasdaq futures đó đều đỏ một chút nhưng mà chúng ta nhìn vào dầu hôm nay thì sao hợp đồng dầu đó thì vẫn dưới 100 đô bây giờ mức là 88 đô đó là điều mà chúng ta muốn thấy còn về vàng đó thì hôm nay xuống một chút xuống 0,2% chúng ta lại dưới 1.800 đô cho một ảo vàng Về crypto ra sao, crypto đó thì các bạn sẽ thấy được là giá của BTC ngày hôm qua đã, đã có lúc tăng lên tới cái mức là 25.200 đô và sau đó lại đi ngược trở xuống và cái mức thấp đó là cách đây khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ là mức là 23.775 Hiện giờ đã trở lại mức là 24.165 nhưng mà nếu các bạn không để ý đến cái sự lên xuống từ hôm qua tới bây giờ đó thì chúng ta nhìn chung thì giá cả của BTC cũng không phải là dao động nhiều lắm trong vòng 24 giờ qua. Các bạn thấy được là giá của BTC thì xuống 1.8%, những đồng khác đó thì xuống cũng tương tự mà thôi không phải là nhiều lắm. Và đối với lại thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì đã 4 tuần liên tục chúng ta thấy là một màu xanh rồi, bây giờ có phải là tuần thứ năm cũng sẽ tiếp tục xanh hay không? Và nhìn chung đó, thì crypto cũng như vậy bốn tuần qua đó là bốn tuần cũng có sự hồi phục rất tốt đối với lại BTC thì bước kế tiếp đó, thị trường sẽ ra sao thì nếu các bạn hỏi đó thì bây giờ có hai nhận định ngay cả những công ty lớn như các bạn thấy được là có hai ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ thứ nhất đó là ngân hàng JP Morgan thì ngân hàng JP Morgan nghĩ đó là cổ phiếu sẽ tiếp tục có cái sự tăng trưởng tại vì sao tại vì JP Morgan nghĩ đó là trong cái lúc mà hoảng sợ mọi người không biết được là khi nào lạm phát mới trùng bước không biết được là fed sẽ tăng lãi suất tới bao nhiêu lâu họ đã bán quá cho nên những thời gian tới đây đó khi mọi người đỡ sợ hơn phần trăm lạm phát được quản lý thì fed cũng có thể là nương ta một chút thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng mà một công ty đầu tư khác cũng rất nổi tiếng đó chính là morgan Stanley thì thì ngược lại nghĩ là hôm đầu chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều công ty đó chia sẻ thu nhập quý 2 rất là tệ sẽ dẫn đến là cổ phiếu sẽ tiếp tục đi xuống thì ngay cả những công ty lớn bây giờ họ cũng không có đồng lòng là thị trường đang ở trong trạng thái như thế nào, đang hồi phục hay là chúng ta sẽ lại một lần nữa thay thị trường đi xuống. Cho nên bây giờ đó nói chung thì không ai có thể là biết được là xu hướng kế tiếp ngắn hạn này ra sao đâu, thường đã chia sẻ với các bạn rồi. Nhất là chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà giá của BTC đó đang ở mức thấp so với lại cái đỉnh là 69.000 đô thì thường đã chia sẻ với các bạn trong video cuối tuần đó thì giá hoàn toàn có thể lên xuống trong phạm vi từ đây cho đến 69.000 đô một thời gian dài và chúng ta có thể không thể nào biết được là khi nào mới thực sự hồi phục cho đến khi mà giá đã trở về đỉnh cũ và thường đó những năm trước đây đó thì thường tốn 2 năm hy vọng là đợt này không lâu như vậy nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn là thật ra những người nào mà trung bình giá đó thì thời gian tích lũy càng lâu thì càng tốt và ngay cả quan điểm này đó cũng được chia sẻ bởi một trong những người đầu tư đó chính là Anthony Sanamuchi thì Anthony Saramuchi đó là người đứng đầu của cái quỹ đầu tư Skybridge Capital thì được phỏng vấn ở trên CNBC đó thì cũng có nhận định tương tự nói là nói chung đó thì Anthony Saramuchi nghĩ là trong vòng 6 đến 12 tháng tới đây đó thì chúng ta sẽ thấy thị trường hồi phục trở lại và Anthony Samuchi vẫn lạc quan với lại thị crypto này nhất là đối với lại Bitcoin thì nói là Bitcoin để chúng ta thấy vẫn tiếp tục có cái sự phát triển đến từ mạng lưới tầng 2 là mạng lưới Lightning Network à, Kế đến thì chúng ta cũng à, có những thông tin nổi bật như là BlackRock đó, công ty đầu tư lớn đã có sự hợp tác với lại Coinbase để cung cấp dịch vụ mua BTC Thêm vào đó nữa là đó, BlackRock cũng đã tự đưa ra một cái quỹ để cho những khách hàng thương mại của họ có thể đầu tư vào BTC trực tiếp thông qua quỹ của BlackRock. Đây là những cái dấu hiệu tốt đó là thị trường vẫn tiếp tục đang tiến tới và thị trường đang trưởng thành. Thêm vào đó đó thì Anthony Samuchi muốn nhắc nhở mọi người là tới cuối cùng thì cũng chỉ có 21 triệu Bitcoin mà thôi. Và một ngày đầu đó đó chúng ta lại sẽ thấy cái nguồn nhu cầu cao hơn là cái nguồn cung sẽ dẫn đến là giá cả một lần nữa lại tăng trưởng mạnh. Và ngoài chỉ Bitcoin ra đó thì Anthony Samuchi nói là Ethereum cũng là một trong những đồng mà quỹ đầu tư Skybridge rất là quan tâm tại vì Ethereum sẽ có hiện tượng the merge hiện tượng tích hợp ngày 15 tháng 9 mà nhiều bạn cũng đã biết rồi và về đầu tư BTC đó thì Anthony Samuchi nói là không quan tâm đến ngắn hạn một năm hai năm mà đây là một trong những cái mã đầu tư mà Anthony Samuji quan tâm trong vòng 6 năm tới đây và trong thời gian đó đó nếu như Bitcoin lên 300.000 đô thì đối với Anthony Samuji không có cái gì khác biệt nếu như mua Bitcoin ở mức là 20.000 hay là 60.000 tại vì tương lai giá cả sẽ tăng rất cao đó chính là cái suy nghĩ của Anthony Samuji. Và nếu như mà các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đây trong khoảng thời gian là 20 năm, 30 năm qua mà các bạn không đầu tư liên tục đó mà các bạn ra vào thị trường và nếu như các bạn lỡ mà ra vào Bỏ lỡ 10 ngày mà thị trường có sự tăng trưởng mạnh nhất đó, Thì phần trăm tăng trưởng của các bạn đã Thay vì là 7,5% Trung bình mỗi năm chỉ còn có 2% mà thôi Cho nên đừng để cảm xúc của mình Dẫn đến những sai lầm Mà không tiếp tục đầu tư dài hạn Và về câu hỏi đó là hiện bây giờ Thì quỹ đầu tư của Anthony Sammucci Và Sammucci thì đang lưu trữ những đồng nào Thì Anthony Sammucci nói lưu trữ 4 đồng Thứ nhất là BTC Thứ hai là Ethereum Thứ ba là Algo Và thứ tư là Sonana và đây là sẽ những đồng mà lưu trữ trong vòng 12 tới 24 tháng sau này và đương nhiên về BDC thì Ether thì vẫn là phần trăm lớn nhất trong danh mục đầu tư Thì những nhận định này đó cũng tương tự như Thường đã chia sẻ với các bạn Các bạn đương nhiên có thể nghĩ là giá cả sẽ tăng từ đây và lo sợ Cho nên các bạn muốn oin hay là ngược lại các bạn nghĩ là giá sẽ tiếp tục đi xuống Thì các bạn lo sợ là các bạn bây giờ lưu trữ tiền mặt chờ đợi giá tốt hơn để mua Thì cũng được, đó là nhận định của mỗi người mà thôi Nhưng mà Thường thì không có giỏi nhận định như vậy Thường thì hiện bây giờ vẫn nghĩ là tiếp tục trung bình giá ở những mức như thế này và chờ đợi khi mà thị trường tăng trưởng và đây là cách làm của thuận mà thôi đương nhiên mỗi bạn đều có thể là có chiến lược đầu tư riêng của mình và trong tuần này đó chúng ta có những cái thông báo gì lớn đến từ tài chính hoa kỳ hay không thì các bạn sẽ thấy được là trong tuần này đó điều mà quan trọng nhất đó chính là cái thông tin liên quan đến cuộc họp của Fed tháng vừa rồi Thì như các bạn đã biết đó Sau khi mà cuộc họp xong rồi đó Thì Fed sẽ có một cái buổi họp báo những gì mà được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell cũng đã chia sẻ trước đây với các bạn rồi Nhưng mà sau đó 3 tuần nên thì sẽ có cái văn bản chính thức Thì thường đó thị trường cũng chờ đợi xem Coi là văn bản chính thức có giống như là lời phát biểu Của Chủ tịch John Powell hay là không Thì đã có một lần đó văn bản nó có nhiều thông tin xấu hơn là lời phát biểu đến từ Jerome Powell cho nên thị trường đã đi xuống nhưng mà trong vòng khoảng chừng là 2 3 tháng nay đó thì cái tài liệu văn bản nó hầu như cũng phù hợp với lời phát biểu của chủ tịch John Powell cho nên thuận thì nghĩ là trong tuần này khi mà có thông tin đó ngày thứ tư từ Hoa Kỳ đó thì những gì trong văn bản chính thức cũng sẽ giống như là những gì mà chủ tịch John Powell chia sẻ mà thôi tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ không cần phải lo lắng quá về thông tin này khi mà có thêm tài liệu chúng sẽ chia sẻ với các bạn ngoài chương trình thông tin này ra đó thì chúng ta cũng có một số những cái cuộc họp báo đến từ giống như là chủ tịch của Fed ở Kansas City sẽ có cuộc họp báo vào ngày thứ năm của tuần này À, chủ tịch fed ở minneapolis thì cũng ngày thứ năm sẽ có cuộc họp báo ngày thứ sáu thì chúng ta có cái lời phát biểu đến từ chủ tịch ở richmond và gần hơn nữa thì thứ tư cái ngày mà có cái thông báo liên quan tới cái tài liệu cuộc họp của tháng vừa rồi đó thì chúng ta cũng có lời phát biểu đến từ thống đốc mr Bowman ngày thứ tư của tuần này và nói tới những lời phát biểu này ra thì tôi nghĩ là cũng không gì đặc biệt đâu các bạn cũng sẽ thấy được là fed cũng sẽ nói tương tự nhau mà thôi à, tôi nghĩ là họ vẫn tiếp tục chia sẻ những nhận định là fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào mà họ cảm thấy được là phần trăm lạm phát thực sự đã được quản lý và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một sàn giao dịch đa kênh mitrai thì đây là thông điệp đến từ mitrai mitrai là một sàn đầu tư đa dạng toàn cầu cung cấp cho nhà đầu tư toàn cầu khả năng giao dịch Forex, crypto, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa với hơn 300 sản phẩm. Chúng ta có Forex, những cái cặp như các bạn thấy trên màn hình, hay là crypto, chúng ta có những cái token nổi tiếng như các bạn thấy trên màn hình, cổ phiếu cũng như vậy, chỉ số thì chúng ta có chỉ số Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 vân vân, hàng hóa thì có vàng, dầu, bạc và khí ga vân vân. Thì Mi hết sức cố gắng cung cấp dịch vụ giao dịch tối ưu, nhiều lần cũng giành được giải thưởng được cấp từ các tổ chức nổi tiếng trong ngành với 5 loại tài sản giao dịch và hơn 300 sản phẩm giao dịch hiện Mitre tới hơn 1,1 triệu người lựa chọn sử dụng Thương hiệu Mitre cũng đã rất vinh dự được các tổ chức danh tiếng trong ngành trao tặng các danh hiệu như là sàn giao dịch cung cấp và phân tích tin tức tốt nhất, sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất châu Á, vân vân. Tập đoàn Mitre cũng có nhiều công ty con và sở hữu giấy phép được cấp của ASIC từ Úc, CMA, Cayman và FSC ở Mauritius tiền vốn được tổ chức giám sát chặt chẽ, Metrady không sử dụng tiền vốn của người dùng tiến hành bất cứ hoạt động thương mại trái phép nào. toàn bộ tiền vốn sẽ được công ty kế toán bên thứ ba thẩm định và kiểm kê riêng. Metrady hỗ trợ nạp rút tiền qua các kênh chính thống, thao tác đơn giản và nhanh chóng và hỗ trợ giao dịch trên app và lẫn web. hệ thống giao dịch cũng trực quan và dễ dùng, 0% phí hoa hồng, hỗ trợ cài đặt đòn bẫy một cách linh hoạt từ 1x đến 200x cho đa số các sản phẩm đòn bảy một x á, thì sẽ không có phí qua đêm thích hợp Tuy nhiên mình nào mà lựa chọn ngắn hạn hay là dài hạn Và long short giao dịch cả hai chiều và có nhiều loại tin tức Dựa vào sở thích của bản thân đó để thiết lập phương án đầu tư thích hợp nhất Và Mitri cung cấp dịch vụ 24 7 Bất cứ bạn nào có thắc mắc gì đều có thể tư vấn với đội của Mitri để được xử lý kịp thời Mitri cung cấp tài khoản demo cho người mới để thử nghiệm và rèn luyện kỹ năng giao dịch Để cho người mới có thể thích nghi với thị trường Luyện tập trước thực chiến sao, khiến cho giao dịch càng vững chắc. Mitry cung cấp cho người dùng tài khoản demo 90 ngày với 50.000 đô vốn ảo giúp đỡ người mới quen thuộc với các tính năng của sàn mà không có rủi ro về vốn để tăng trưởng thêm niềm tin trước khi mà tham gia giao dịch. Đi mở tài khoản trên app đó hay là trên web bạn có thể trực tiếp bấm vào link bên dưới của phần miêu tả của video này. Trên menu bạn nhấn vào giao dịch ngay và bắt đầu cung cấp các thông tin đăng ký qua số điện thoại hoặc là email và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Mitre. và nói tới à, phần trăm lạm phát thì à, các bạn đã thấy được là bây giờ đó phần trăm lạm phát không chỉ ảnh hưởng tới người dân như thường mà các bạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp với những cái siêu thị nữa à, thông tin là chúng ta thấy rất nhiều siêu thị đó họ đang đàm phán lại với những nơi mà cung cấp thực phẩm hay là cung cấp vật liệu cho họ à, tại vì sao? Tại vì đó họ nói là bây giờ đó tất cả đều tăng giá hết họ thu hàng vào thì giá hàng họ thu vào đó cũng tăng lên luôn nhưng mà ngược lại đó khi mà họ để hàng hóa ở trên siêu thị đó cái giá cao thì người dân đó một là họ không có muốn mua nhiều tại vì họ cảm thấy là quá đắt còn hai đó là họ lại lựa chọn mua một cái sản phẩm thay thế khác với giá rẻ hơn thì nói chung đó không phải là lạm phát thì những công ty đó cứ tăng giá lên thì họ cũng sẽ kiếm được tiền đâu tại vì khi mà họ tăng mức nào đó đó thì cái mức tăng đó đã quá so với lại cái tiền mà người dân có thể chi tiêu được thì người dân bắt buộc là phải chi tiêu ít lại mà thôi và điều này ảnh hưởng trực tiếp với các siêu thị và các siêu thị bây giờ đó thì nói là những cái nơi mà cung cấp giống như là thực phẩm cho họ thì những nơi này đó thì lúc nào cũng nói là tại vì nhân công có cái chi tiêu cao hơn vì lạm phát và di chuyển đó, thì Tiền xăng cũng cao hơn cho nên cái lương thực đó hay là những cái vật dụng gửi đến cho siêu thị đó thì cái giá nó phải cao hơn. Nhưng mà những siêu thị thì lại không có tin nói là không phải đâu. Làm sao mà có thể biết được là nói thật hay là nói giả. Tại vì những cái giá cao đó ảnh hưởng trực tiếp với thu nhập của siêu thị. Cho nên bây giờ hai bên đàm phán giống như là chúng ta được là thông tin đến từ nước Anh đó. Thì Crab Hands là một trong những công ty mà cung cấp thực phẩm cho siêu thị Tesco ở nước Anh. À, thì nói là cần phải tăng giá thực phẩm lên 30% Nhưng mà Surrey Tesco thì nói là không Nếu tăng như vậy thì họ không có muốn lấy cái số lượng thực phẩm này Tại vì lấy rồi đó họ cũng không có thể bán cho người dân được Tại vì người dân cũng sẽ chi tiêu ít hơn Và họ cũng sẽ không có uh, mua cái số lượng như là trước đây đâu Tại vì giá mà tăng như vậy thì siêu thị lại phải tăng hơn nữa Để có thể kiếm được lợi nhuận Và tăng cái giá lên thì người dân lại không có mua nhiều uh, Dẫn đến là ảnh hưởng đến cái thu nhập của những siêu thị cho nên hai bên cuối cùng đàm phán Nhưng mà đàm phán thì cái giá cuối cùng nó nhiều Thì chúng ta không có biết bây giờ Và đây là một cái ví dụ mà thôi Điều này đó có thể xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới hiện tại Và để cho các bạn hiểu được đó Tính riêng ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy được là Cái giá thực phẩm nói chung đó thì đã tăng 10.9% trong vòng 12 tháng qua Tính tới tháng 7 Và chúng ta tính riêng một số mặt hàng đó Mà thường dùng giống như chúng ta nói tới trứng đi Thì trứng gà đã tăng 38% Cà phê đó thì tăng 20% chúng ta thấy được là thịt đã tăng 18% và bơ đậu phộng thì đã tăng 13% nhưng mà nào mà đi chợ thì cũng đã biết là bây giờ các bạn có thể cầm 500 đô đi chợ thì cũng không có thể nào mà mua được nhiều đồ như trước đây đâu và có thể là các bạn nghĩ là nhiều mặt hàng vẫn không có tăng như các bạn nghĩ nhưng mà các bạn nên nghĩ lại Tại vì có rất nhiều những mặt hàng đó thì họ ăn gian hơn thay vì là họ tăng giá Thì họ sẽ ra một cái chiêu trò đó chính là họ sẽ giảm cái số lượng mà mặt hàng các bạn mua Giống như các bạn nghĩ đây, các bạn mua một cái bịch cánh gà đi Thì trong đó có 20 cánh gà, bây giờ chỉ còn có 17 cánh gà mà thôi Các bạn không để ý thì sẽ khó nhận ra được Hay là họ sẽ giảm đi cái cách làm sản phẩm đó Có thể chất lượng kém hơn nhưng mà có thể làm nhanh hơn Để có thể là giảm cái chi phí làm ra mặt hàng đó của họ hay là họ tìm cách để mà dồn nhiều hàng lên cái xe tải để có thể là mỗi lần đi ra chứa được nhiều hàng hơn thì có thể giảm đi cái chi phí vận chuyển của họ nói chung đó, thì tình hình lạm phát bây giờ đó đã ảnh hưởng trực tiếp với những cái nơi mà sản xuất cũng như là những siêu thị rồi chứ không phải là chỉ riêng người dân nữa và cũng có một sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường bất động sản đây là thông báo đến từ những cái home builders đây là những cái người mà hiểu đơn giản là họ thầu để mà làm nhà tại hoa kỳ đó thì ngân hàng Wells fargo cũng có một cái cách tính chỉ số xem coi là những cái người này đó là họ tăng lên à, để mà tạo thêm nhà hay là giảm đi thì à, chúng ta đã thấy được là cái chỉ số này đó đã giảm 6 điểm à, trong tháng 8 thì còn có 49 điểm mà thôi mà nếu như mà dưới 50 điểm đó, thì coi như à, là một con số âm thì dựa theo con số này đó đây là một cái à, dấu hiệu của sự suy thoái tài chính cho cái ngành bất động sản thì thật ra nếu nói suy thoái tài chính thì thuận bây giờ vẫn chưa cảm thấy được là suy thoái tài chính cho ngành bất động sản tại vì uh, các bạn có thể biết là gần đây thường cũng dành nhiều thời gian để mà đi uh, xem nhà và thường có thể chia sẻ với các bạn là giá nhà là bây giờ cũng chưa giảm bao nhiêu đâu uh, cũng như là được chia sẻ trong bài viết này đó mặc dù uh, đây là cái uh, dữ liệu được thống kê là những người mà xây nhà đó thì cái điểm đó đã giảm xuống nhưng mà thật sự uh, nếu như mà thống kê kỹ hơn đó, thì chỉ có một trong năm người thầu làm nhà bây giờ là giảm giá nhà mà thôi và cho dù giảm đi nữa đó thì họ chỉ giảm giá nhà chỉ có 5% phần trăm thôi thì ít ra bây Bây giờ đó là tình hình và đối với Thuận đó, khi mà Thuận đi xem nhà thì cũng tương tự phần lớn đó, các nhà họ chỉ giảm ở quận cam này đó, khoảng chừng 5% mà thôi so với lại cái giá nhà mà họ nêu ra Nhưng mà có thể là cái giá nhà mà họ kêu ban đầu đã, đã cao rồi cho nên giảm 5% thì cũng không thể gọi là giảm được à, Cho nên nếu nói là nhà bây giờ đang suy thoái thì cũng chưa hẳn đâu, giá vẫn đang rất là cao và những cái người mua đó thì vẫn còn chỉ là bây giờ những người mua đó thì họ thay vì trước đây có thể mua được uh, giống như là dễ tức lương của họ đó họ có thể là mượn được giả sử như là 900 trăm ngàn đi thì bây giờ vì lãi suất tăng họ có thể chỉ mượn được có bảy 800 ngàn mà thôi thì họ cần phải mua những cái nhà có thể là giá thấp hơn và nhỏ hơn nhưng mà người mua vẫn còn đưa bán vẫn còn và nhà đây thì vẫn bán được chỉ là chậm hơn mà thôi có một số ngày đó khi mà thường làm youtube video thì nói rất là trôi chảy có một số ngày đó thì thường nói không được trôi chảy lắm và hôm nay là một chủ nhà mà thường không nói trôi chảy lắm nhưng mà còn rất nhiều thông tin liên quan đến crypto tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy bắt đầu chuyển qua để mà nói về thông tin liên quan đến crypto thì trước hết á chính là tvm thì có một cái điều đã xảy ra đó chính là có một cái địa chỉ ví địa chỉ ví này đó đã mua Ethereum từ cái lúc mà ICO nghĩa là địa chỉ VN đã có từ rất lâu rồi từ năm 2014 và lúc đó đó họ đã mua tổng cộng là 150.000 Ether năm 2014 và sau đó đó tới năm 2019 thì họ mới di chuyển đó là lần mà họ di chuyển tổng cộng là 5.000 Ether họ gửi đến sàn Bitfinex Lúc đó Ether chỉ có 219 đô mà thôi Và lúc đó đó thì tổng số lượng 5.000 Ether này chỉ đáng giá khoảng chừng là hơn 1 triệu đô la Nhưng mà sau đó, đó thì cái ví này lại không có dấu hiệu gì nữa Mãi cho đến khi nào Mãi cho đến ngày 14 tháng 8 cách đây một ngày thôi thì đột ngột đó chúng ta lại có một số lượng Ether di chuyển và di chuyển số lớn luôn Tổng cộng họ di chuyển là 145.000 Ether à, di chuyển bao nhiêu ví à, Và họ di chuyển mỗi lần là 5.000 cho tới 10.000 Ether Tổng cộng đây, cái số tiền này uh, di chuyển là lên tới 280 triệu mà thôi và đương nhiên uh, điều này đã dẫn đến nhiều người lo lắng tại vì uh, di chuyển đi làm gì nhiều người lo lắng là di chuyển để mà bán và nhiều người lo sợ đó là tại vì bây giờ đang có cái sự tăng trưởng liên quan đến Ether, hiện tượng Merge cho nên uh, khả năng đó nhiều người cho là cái số lượng 145.000 Ether này sẽ đâm lên trên thị trường trước khi mà có hiện tượng Merge sẽ dẫn đến là giá đi xuống thì có thật hay không đó chúng ta sẽ không có bao giờ biết được đâu cho đến khi nào điều đó xảy ra tại vì mãi trừ các bạn biết người này là ai chứ làm sao chúng ta biết được là họ di chuyển vì lý do gì có thể họ di chuyển để mà bán cũng có thể hay là họ di chuyển giống như là cái ví số 3 đó chúng ta đã nhớ của bitcoin đó họ di chuyển nhưng mà cuối cùng nó di chuyển qua ví khác thì họ lại không có dấu hiệu gì hết à, cũng có thể luôn họ có thể di chuyển tại vì họ muốn à, lưu trữ nhiều nơi hay là họ muốn lưu trữ với một công ty nào đó có bảo hiểm cũng có thể với số lượng lớn này hay là vì bất cứ một lý do nào cho nên cái mà các bạn cần nên hiểu đó là chuyện gì cũng có thể xảy ra từ đây cho đến cái hiện tượng nằm mơ liên quan đến giá cả đương nhiên ai cũng hy vọng là khi hiện tượng nằm mơ xảy ra thì giá y tiếp tục thâm mạnh lên nhưng mà thường nay chia sẻ với các bạn có một hiện tượng mà nhiều bạn không đã biết đó chính là mua tin đồn bán tin thật nếu như mà các bạn muốn mua y hiện tại đó thì các bạn cần nên hiểu là các bạn mua Ether tại vì các bạn tin tưởng dài hạn của Ethereum Tại vì những gì ngắn hạn nó cũng sẽ qua mà thôi nếu các bạn tin tưởng Ethereum Proof of Stake chính là tương lai và sau khi chuyển thành Proof of Stake thì mạng lưới Ether sẽ phát triển mạnh mẽ và sẽ thu hút được nhiều tiền đầu tư dẫn đến giá của Ether sẽ tăng trưởng thì đó mới là lý do tại sao các bạn mua Ethereum chứ không phải là các bạn mua chỉ chờ đợi một tháng hay là 6 tuần để giá tăng các bạn bán kiếm lời rất là khó để biết được là từ đây đến ngày đó là khoảng chừng 4 tuần nữa đó giữa tháng 9 thì lúc đó giá cả nó sẽ ra sao nó sẽ tăng hay là nó sẽ giảm hay là nó không có bất cứ động tĩnh gì từ đây tới đó hoàn toàn không biết được đâu các bạn mua tại vì các bạn có lòng tin dài hạn chứ nếu như các bạn mua chỉ chờ đợi đợi mới thì nguy hiểm rất là cao đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây và chúng ta hôm nay là ngày thứ hai đó thì cũng có cái thông tin liên quan đến cái số lượng tiền ra vào thị trường từ những quỹ đó thì uh, sau 6 tuần có tiền đi vào trường này ra chúng ta lại thấy uh, tuần Euro là tuần mà có 17 triệu rời khỏi không phải là nhiều lắm nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ bên dưới này đó thì số lượng tiền rời khỏi đó thì uh, không phải là một quỹ riêng nào mà có rất nhiều quỹ có tiền rời khỏi mỗi quỹ thì rời khỏi một chút giống như là ProShare, Purpose3iQ có, có số tiền rời khỏi nhưng mà những quỹ khác đó như là chúng ta thấy là Coinshaft Physical và con xe XPT và Tournament Share thì lại có tiền nạp vào trong thị trường này nhưng mà cuối cùng thì vẫn là âm 17 triệu rời khỏi và nếu các bạn nhìn thì cái số lượng tiền rời khỏi đó là rời khỏi BTC là 20 triệu tổng cộng và chúng ta có 2,6 triệu đô la đi vào quỹ số Bitcoin nghĩa là cái quỹ mà đánh xuống đó thì đây có phải là dấu hiệu một số nhà đầu tư đó đã có cái sự lợi nhuận nhiều trong vòng 4 tuần qua cho nên họ muốn Uh, rút đi bớt hay không thì cũng có thể hay là họ nghĩ là ngắn hạn nó có thể uh, giá của BTC sẽ đi xuống một chút cho nên họ mới đẩy tiền 2,6 triệu này vào sốt Bitcoin cũng có thể. Nói chung đó thì cái số lượng này đã cũng rất là nhỏ so với lại lịch sử ra vào các bạn sẽ được là cái hình bên trên này đó thì mình thường zoom vào các bạn sẽ được là cái thanh này rất là nhỏ so với những đợt trước đây cho nên cũng không có phải là một cái dấu hiệu gì chúng ta cần quan tâm bây giờ nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng biết được là cái xu hướng tiền vào thị trường này đó đã bị phá vỡ sau 6 tuần tuần vừa rồi là tuần mà có một số tiền rời khỏi thị trường này nhưng mà số đó cũng nhỏ mà thôi Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a